Nãy giờ tôi ông tôi quên một điều. Nãy giờ lo lượm đồ không ai quên câu cá. Ừ. Bây giờ lục lại, nãy giờ tôi có toàn gặm trái cây không? Không thấy là mấy cái lưới tôi sửa lại có vẻ như nó ngon hơn không? Tôi thấy nãy giờ lụm được cá không được rồi, cái lưới này Ngon hơn, nhưng mà nướng đâu ta, tôi cầu cũng nướng. Mùa má sắp đến rồi kìa, để tôi chỉnh lại cái ừ. không có scrap hả? Những cái đó phải chứa thùng, cái thùng của tôi mới có. Ủa, ông làm mấy cái lưới này luôn hả? Đâu, tôi di chuyển giá làm À vậy hả? Ông di chuyển ra ông nhớ bịt 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 mấy cái lỗ không không rớt á. ừ. Thông thường thì tôi không rớt đâu, nhưng mà tôi nghĩ chắc không rớt đâu rồi. Wow, thật sự lắm. Tôi rớt hoài luôn. Ủa cái tôi sẽ làm một Sao? cái mái chèo, tôi chèo cho nhanh. Thì có cối xay gió thứ nữa kìa. Này giống kiểu cái gì ở ở trên biển á, ở Hoàng Sa Trường Sa không, À cái nó gọi là gì ta, nhà vàng hả? ừ, đúng rồi, chắc chắc gì là vàng. Ơi ôi 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 Mà nó sắp chết luôn kìa. lớn mất tiêu rồi, Hả? nước 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 cái miếng của mình á, đúng rồi. Ủa này giống nơi bỏ hoang vậy. Có cái nào tuổi ông lên chạy cái là nó méo có gì trọng Thả không? thả thả neo không, thả neo không? Neo để tôi thả neo. Rồi. Ui sao nghe nghe âm thanh rùng rợn vậy? Ủa, ông nghe gì không? Không của tôi cái lo tôi bị nhỏ xíu à. Đúng thiệt không có gì. Nãy tôi mới thấy con thỏ chạy vô trong đây. Thỏ Alo, phải không, tôi nghe tiếng rùng rợn vậy. cái đồ nhóc mà có rap nhiều nữa. Vậy cái này cũng chỉ là một cái kiểu ấy mà Nơi bỏ hoang mà. nó bỏ hang là Ông ơi, làm có cái dòng chật nào quá về từ không? ra 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 đâu dùng chữ đâu. Đó. Brute, you bastard, I got you. Brute thằng khốn, tao đã bắt được mày. Là Ừ. sao? What the fuck? Ê, tính Gì? Đây có dùng chữ nè. đâu 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 ra nó rồi. Con cá mập ở tên là Cut a sharp name him Ruth, bị bắt bởi con cá mập có tên của hắn là Ruth.
là sao? Ừ. Nhưng mà quan Mày trọng quá. là, nhưng mà quan trọng là giờ tôi đói rồi. À đói à? Tôi chạy lên thuyền cái. Đấy. Ừ. Ai không tôi dục xuống mấy củ cây đỏ nha. Nhưng có vẻ tôi cũng đói rồi phải. Ông ăn đi, ông ăn đi. À tôi lên được cái máy chèo nên một cái mở cái rương á, trong cái rương nó có nhiều đồ lắm. Để xuống cho em cắt. Sao tôi nghe có tiếng gì vậy? Tiếng là nhạc nhạc vô phải không? Không, cái tiếng gì mà cà lạc gì á, ai biết. Có gì này, có grab nè, có cái máy chèo nè, có cái kiểu như là giống cái tờ giấy hướng dẫn mà nấu ăn đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nó phải có mấy cái đó. Làm tưởng chơi đến đây là xong chứ. Ai về. À có cái nốt. Bấm chữ T lên đi không? Gì Bấm chữ T có cái nốt này. à, kiểu như là cái này nó dịch thôi à, tháng 8 ở ngày 7 danh ngày 7 tháng 2 gọi cho gì đó trong ngày 9 tháng 2 thấy mà tôi không dịch được. Để tôi dịch chứ ha. January là tháng tháng 1 ông. 8 tháng 1 á. January. Distress call received JC's. Cái này là cái này là một cái tòa nhà bỏ hoang ông ơi. À. Cái này là à vậy vậy là nhiệm vụ của mình là cái này là một cái tòa kiểu mình gọi là gì ta, một cái tòa tháp á, mà để nhận nhận tín hiệu á. Có cái nốt đó nè. Là nãy ông lượm cái nốt hả? Ừ. Ok. Ủa, cái lúc nào nó leo ta? Hả? Ông cứ đi lên thôi. Leo thang đúng không? Không, có leo dây nè, có chỗ tới đây tôi hết đường. Không có dây để cho mình leo nhưng mà tôi không thấy. Thấy 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 tôi đứng đâu? Đâu? Không đứng nào vậy? Cái đầu á. Đó, bên kia. Này hôm qua tôi nhìn cái tòa nhà ở đây nè. Ok. Nhưng mà tôi đói nữa không? Tôi nghĩ chắc mình đi phải câu cái gì đó. Ấy còn còn miếng cá mập. Con chó kia nó vẫn vẫn chưa có từ bỏ cái việc này. Má nó cắn. Có cái gió này, có cái máy năng lượng gió này, ra nó có đèn. Mà cũng như đèn để cho người ta biết thôi, chứ không phải đèn để chiếu rọi. Nè, nhảy quỳ cập chân. Cái gì khác không cần thực tế. Có những cái không cần thực tế. Tôi mới làm được cái kim loại này, Yeah. mở kim loại rồi cái gì ta lắc thôi à, cái đồ móc gì cái củ khoai tây. Tôi ăn đỡ khoai tây nha. Đói quá. Ăn đi để tôi đi câu cá. Ông câu đi, tôi đi khám phá cái.
con kia nó lại cắn một phát ở đây nữa. Ông lụm đinh đó không? Ông lụm đinh gì? đó, ông chế tạo ra đinh đó, đinh với lại sắt đó nha. Cái ông bật cái làm gỗ lên đó, cái mà để xây nhà đó, ông phải chuột đó. Cái sau ông kéo qua cái chỗ mà foundation armor đó. Cái hàng đầu tiên luôn nha, mà phía cuối cùng á, cái đó là cái là dùng để thêm kiểu là thêm sắt á vô trong mấy cái này cho nó cứng nè. Tôi đỡ đỡ đói nè, nghe nghe cái này nghe cái tiếng ghê quá. Thấy cũng không không ghê lắm. Nếu mà cái này không thì cũng ghê là được, cũng nên chơi được không ta. Không, Subnautica thì cũng ý là mỗi game thì mình tự mình ấy mình điều tiết được đó, hay không? Nhưng mà công nhận Subnautica nó ghê hơn. Đầu tiên tôi thấy cái con mà bự 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 má chó đó. Đấy, cái game này á là bị cá mập cắn, là cũng như là bạn cắn phát cắn luôn. Còn cái game kia là sao đó, cái là nó giật tôi hồi xong nó cắn tôi xong. Là nó phải ở một hồi nó mới nhả ông ra đúng C1 đều khám phá hết chưa? Khá là đinh với lại gỗ hả? Talk won't be back. Talk won't be back. Bên ông có tiếng gì ghê vậy? Gì Bên ông có tiếng gì ghê vậy? tiếng tàu á, chỗ giọt nó chạy qua nhảy xuống nhỏ à, để chúng tôi ở gần sông á. Hôm nay mà ổ chuyển đi chưa, 1-2 giờ trưa hoặc tối là nó chạy ghê lắm. Có mấy khi mà thủy triều nó xuống á, nó chạy xình cái chân trên đầu á, nhưng mà không biết sao nó đi chạy hay không. Tôi đang thì con cá mập nó lại Lại làm cái lỗ nữa hả? để tôi đọc cái này đó. Ráp là ngôi nhà của bạn. Mục tiêu của bạn á, là những người bạn bè. Nếu mà cái Ráp của bạn bị bể thì hãy nối nó lại. Hút hút là cái móc, quên. Hút là bạn, Ráp là ngôi nhà, hút là bạn. Nếu mà Ráp bị gãy á thì hãy vá lại. Còn nếu mà cái hút cái móc câu á, mà bị mất á, thì hãy làm một cái mới. If you find the big blue stretching out forever, that means you are paying attention. Nếu mà bạn tìm thấy, nếu biết cái điều stretching là gì ta? There are nothing you can make if you have right savage. Follow radio frequency if it's still broke. Cái điều thứ năm ở trong cái
cái cuốn sổ tay á, là hãy đi theo cái tín hiệu radio, và nếu cái tín hiệu nó còn phát sóng á thì cái trạm radio nó vẫn còn ở trên mặt đất. À thì cái trạm radio nó phải nằm ở đâu trên mặt đất chứ đó. Ờ Chính đúng rồi. Cái trạm radio của mình là 5596 nè. ừ Ủa, sao tắt đèn rồi? tắt gió quá à, thì À, sáng thì sáng, chờ sáng. không có cách nào lên trên cái radio đâu, tôi không có cách nào lên trên đó. Ừ, tôi cũng biết, nãy nãy tôi nghĩ là có thể kiểu nhảy lên á. Không phải, kiểu kiểu là mình xây dựng á, nhưng mà như nó không cho xây trong đây. À tôi leo rồi, chỉ leo cao được tới trên đây thôi hả? Ờ tôi biết rồi. Để tôi xem trong cái này nó có nút leo không. Ở dưới nước còn vẫn còn chỗ nào Dạ. không? Tôi mới lấy được cái một cái vali có một cái tấm nốt đó, tờ nốt đó. À. Còn đọc nó nốt là cái gì? Mấy cái này cái ngày à. Nếu có vẻ tôi sẽ cố gắng tôi đem lên bằng được. Ơi hình hình như là ý ý là có một cái thảm họa gì đó mà tất cả thế giới đều chìm trong nước không? Đây là nó có ghi À. nè. Thế giới đã biến mất rồi nhưng mà cái câu chuyện về nó vẫn còn. Hãy thu gom những cái câu chuyện đó càng nhiều càng tốt. Và cầu Chúa là bạn hãy cẩn thận với mấy con cá mập. Peter Shaw. If you see something. Mình không có chỗ nào mà mình đầu khát nước rồi. Vậy là cái game này còn dài dài. Hồi đó tôi xem cái bảng kia nó chơi đó, là đến cái chỗ mà làm mấy cái anten là đi về đất liền được rồi đó. À. Mà game này chắc là còn dài dài. Thôi, còn dài dài thì mình chơi dài dài. Làm sao mình sao để treo cái đầu con cá mập lên đó. Ủa ông có thức ăn không? Có tôi để trong lương cái gì mà. Ông để cái tấm lưới bên ngoài con cá mập nó cắn bể rồi. Bởi vậy tôi với vậy 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 là mình phải làm thêm một cái bên ngoài đó. Hoặc là mình dời nó vào vô bên trong đó, chứ mà để bên ngoài vậy là bị con cá mập nó cắn hết á. Ủa thấy cái dao cắn nó ta còn nguyên mà. Có mới mới cắn một cái bên 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 phía bên góc bên này nè. À cái này à. Ủa sao tôi không lấy con cá chê rồi ta? Kỳ vậy. Gì? Sao tôi không lấy con cá chê rồi ta? Thằng nhé quy tính là sao á? Ai vậy hả? Vãi. Vậy hết ấy luôn hả? Hết gỗ hả? Chết mẹ hết gỗ. Tôi đang gõ luôn cho. Hả? Ông thêm gỗ cho tôi đói bụng quá. Dạ trong gương có mà, trong gương có cá rồi ta. Nè, có miếng cá đây rồi. Rồi, này, hãy câu.
xong rồi nó nhảy vô phòng tôi, tôi đang đi kiếm đồ để làm rồi không mới. À mình ơi, mình sống sót được 1 tháng là 28 ngày rồi nè. Đù, nhanh vậy ta. À tại 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 tôi chơi nữa, tôi chơi trước đó rồi. Ông À. vô chắc được nửa tháng, được 15 ngày á. Ủa mà sao mà đặt được tao mới dán người ta? Sao cái nào? Đập hả? Dán này. Nè, lấy cái này đập nè. À lấy búa à? Ờ. Không không, tôi không muốn à, tôi muốn à, chả. Ờ. Tưởng là có được đập nó mất cái cây này không ta? Cái nào? Cái hàng cào nè. Tôi không biết nữa. Có thể có hay không? Đây là Thử. được chứ. Đây là Thử đi không? Phải có một cách gì đó mà leo lên đây được không? À, tôi biết Để rồi. tôi đánh, tôi nhảy qua nhưng mà không thành công. Rõ ràng thấy chỉ có cái nhảy mà không nhảy qua được, theo tôi Ờ, hướng. hình như là nhảy được á. Nó sắp xếp vậy là nhảy được. Ừ. Hay là tại đi đường tay ta. Ủa sao ý là tôi tính nhảy qua cái chỗ mà cái hàng rào bị bể bên đây nè, mà nhảy qua không được. Đúng rồi. Ồ, như biển hay động không ơi. Vậy hả? Ừ. Ừ. Lâu nó làm để có bão á, bão hay là gì đó má, lại khát nước rồi mà không Thành được. tôi khó cho người Sự ra không? nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm, kiểu nhìn nhìn hơi sợ sợ vậy thôi chứ thuyền nó cũng chả bể. Giờ tôi mới biết nhảy trên cao xuống bị mất máu nha. À. Mới nhắn được chữ ok là cái đi cắn tàu gần bể à. Rồi. Nếu mà không có việc gì chắc đi tiếp rồi, chứ là sao mà leo lên 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 trên kia được ta? Ừ chắc mình đi tiếp đi. Nhưng mà mà chờ tôi tiếp. Để tôi thử thêm lần phát nữa coi được không? Ủa? Tôi nghĩ là chắc là được không? Tôi vẫn nghĩ là được. Ông thử, ông đang có điện thoại đâu, Gì? hay là chờ 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 tí để tôi search thử. Ừ. Ủa Tại ông, vì tôi đang nói chuyện, tôi đang nói chuyện với ông đó, chứ tôi còn ok, tính gì đó. ủa ông tôi nói nè, ông chạy lên trên cái radio, ông đọc lại cái số cho tôi được không?
radio à? cái số Nhắc có pin. chết mẹ ha. Hình như là 5 năm đúng không? 5 năm Năm 5 96, năm năm chín ok, thì sao? À, ở trong cái cuốn ai có nè, 5 năm 96 đúng không? Có Thực là chết không rồi. Cái chỗ này mà hai thằng chết đói trên cái nhà bự này rồi. Ông chết thì không chết. Chết thì chắc không chết được. Trời tôi. quan trọng uống no no đây không à. Tôi trời ơi, tôi xem cái ông đó ông chơi ấy không? Trời ơi, cái tòa của ông nó siêu to khổng lồ luôn. Bữa đó cái hòn đảo à. Bự lắm mà như có một mình chơi à, một người chơi à. Thì cũng hơi buồn. Làm sao ấy nhảy qua Thì cái chơi kia giờ con rét nó đừng có đấu với mình, nó cứ chơi anh tôi. ta. Có tạo cái host á, mời trong vô chơi. Ông chơi có ông chơi với anh của ông á, chứ ông biết tôi chơi với ai không? Tôi chơi với nguyên một band luôn, nguyên một band năm sáu người gì đó, chơi vui lắm. Mỗi thằng việc á, một thằng làm ơi chảy là được rồi không? Nhưng mà giờ ngu một phát là bó tay rồi. Đấy, nãy sư. Nhẹ 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 là được rồi ông ơi. Đó có gì hot không mày? Tôi đang kiếm. Trời. Hình như là có từ từ, mong là không đói bụng trước khi mà trên đây là một cái đài quan sát, tôi lấy được thêm một cái nốt nữa nè. Nó có một cái gọi là Utopia hả? Có gì tôi đăng cái clip lên trên mạng, có gì ông qua đó ông xem không? Chứ giờ nói cũng cũng chả biết nói là sao. Nhưng mà hình như tôi lấy được hết cái nốt rồi đó. Ông bật nốt lên đi. Nó có cái mã số của tòa tháp tiếp theo á, 9418 nè. 9418. Hay quá ha. Ok, xong rồi. Mời Mà ngắm ngắm biển cái. Đồ phê vãi. Sao ông nói gì?
Mình hết tài nguyên rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nhổ neo đi. Ok. Đi 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 đi. Tôi hết đồ để làm câu cá luôn đó. Phải. Vậy cố gắng ăn những con cá cuối cùng. Không sao không sao, tầm này nhầm nhò vậy. Rồi nhổ neo nha. Ok. Tôi sẽ đi chào chờ thuyền. Bây giờ mình cần thêm scrap để mình là làm battery á. Tôi cảm thấy lên chuyển cái đống ờ à, đúng rồi, ông chuyển gì là được rồi đó. Hợp lý không? Đấy, tôi đã sưu tập được một đôi giày. Không có muốn mang không? Nó không cho mang. À đúng rồi, tôi mới nhặt được một bản thiết kế mới rồi. Để tôi học luôn. Cái này là cái gì? Rồi còn mấy món nữa là mình ấy được xong rồi. Như sau này nó còn cho phép là nuôi đồ các thứ. Ở chỗ ấy có những con heo đúng không? Ừ đúng rồi. Ông còn ván không? Gì? Ông còn ván không? Một cây duy nhất. Dạ thôi khỏi đi. Tôi đang tính làm cái đồng hồ. Ê chết mẹ, tôi chơi ngu rồi ông ơi. Gì á? Tôi chơi ngu rồi. Tôi lỡ lấy cái này lên xong nó ra một đống đồ. À đây 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 đây, tôi thấy đồ cần cần nè. Ông cần gặp làm gì không? Con chim nè, con bướm nè. Bây giờ mình cần gia cố cái thuyền của mình cho nó cứng cáp chứ má con chó gì nữa. Nó cắn được không? Rồi mẹ nó. Tôi hết gỗ xây rồi, thiếu một tấm ván. Nè tụi ông ơi, ngủ cái chờ trời sáng rồi làm tiếp. Ok. Tôi nghỉ chơi thêm 10 phút nữa đi. Hoặc là chơi thêm một ngày đó đi. Rồi nghỉ quá. Mai còn ngồi học. Khuya. Chơi một ngày đi, một ngày đi. Hôm nay là một ngày sáng sớm. Hết mẹ nước luôn. Ủa, nãy nhớ để tôi mới chăm thêm mà ta. Tôi mới uống hết rồi. Như có vẻ sóng yên biển lặng quá không ơi, chả có đồ gì đâu. À quên, sóng yên biển lặng thì chỉnh cái buồn mà rồi trên trên chỉnh buồn.
Nãy mình quên, mình để cái máy này, cái cục pin đó, mình để cho nó chạy, mình không tắt máy thì á. À. Giờ mình còn phải tìm thật là nhiều sắt với lại đinh các thứ để mình gia cố hết nguyên một cái dãy này luôn cho nó khó. Tôi là cái gì ba tí rồi. Tôi còn chơi từ hồi hồi hồi, hồi chiều đây. Anh cái này có sơn nữa. Hay có khi nào bị cái đây mình đi để là ta ở Campuchia, Thái Lan, mình ở đây gác nó nhiều, bây giờ ta qua ta xa rồi. Mình cũng đông hết gác rồi sao. Logic logic hay đấy. Mấy cái tờ note ở trong kia là mấy tờ note trong đây là nó có ghi là kiểu mấy cái này giống nó giống như là tôi không biết nó là sao, nhưng mà cái này giống kiểu là của mấy người còn 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 sống mà lúc người ta ghi lại á, mà nó nói về chắc Ký thực là ra tôi nghĩ là thế giới bị đại hồng thủy hay sao á. Cái xong nhưng mà sao nãy giờ tính ra nãy giờ không không thấy vàng bạc châu báu nào hết trơn. Này, chết mẹ luôn. Trong điều kiện này là chắc là tôi chèo quá. Như nãy tôi có cái nghe một cái cây chè nó đang để tôi kiếm. Ồ thấy thấy rồi không, thấy không, Cái gì? thấy một cái thùng phi Thôi đây rồi. chè ấy à. Rồi ông ơi, vàng bạc tới rồi ông ơi, quá trời luôn rồi. Ôi. Dạ, sao vậy? Bị té. Người ta vô tình té, tôi là cố ý té. Ai Gì? có đủ đồ làm con bù bù nhìn không? Nó cắn tiếp rồi không? Tôi mới đâm thì ba phát à. Tôi phải làm con bù nhìn mới được chứ không con kia nó phá. Bù nhìn cần neo với lại còn có gỗ không? Từ 3 tấm.
Ui chết mẹ nhiều đồ quá, nó rớt gỗ luôn rồi. Hay là con chó kia. Tôi nghĩ là tôi sẽ chèo thêm một phút nữa quá. Ừ. Đây ông ơi, đỡ gồm, đỡ gồm. Giữ rờ, giữ rờ xong quay con chuột. Hai mươi chín ngày sống sót. Là cái đồng hồ nè, đồng hồ thì cần vẫn cần gỗ. Ông đuổi 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 con nó đi, chọt chọt chết nó đi không? Không chọt được con nhát hả? Ừ, ông dùng cây sắt là ông chọt phát là chết luôn. Ừ. Bây giờ tôi làm, bây giờ cái mẹ gì cũng cần tài nguyên á. Giờ hết mẹ tài nguyên rồi. Bỉ cũng méo con đó. Ờ. Không có nhạc kìa. Đảo tiếp sao? À, dưa hấu rồi. Cái thường thường mà tôi coi anime là lúc mà có nhạc ra là những cái gì đó hot. Làm thêm mấy cái đồ này đừng lấy cây nữa. Này là thực sự ra có một cái cách để chơi nhanh hơn, không biết là gì không? Gì? Yeah. Dùng dùng cheat á. À. Nhưng mà nãy tôi thử rồi. Tại lúc hồi chiều tôi chết tôi mất hết đồ á. Tôi tính là thôi dùng cheat chơi cho nhanh. Còn chó kìa. Cái xong, ông chạy lên đuổi con kia giùm tôi ra. Tôi bị khát rồi, tôi đi chậm quá. Cái lúc mà tôi dùng cheat ông biết sao không? Nó sao ta, cái bản này mình chơi là bản 32 bit mà cái chip của nó là chỉ dùng cho 64 bit thôi, cho thôi không phải vậy chịu ấy, biết sao giờ. Ừ, tôi mới thêm con cái mặt nữa. Ờ, ngon này. Dạ, này có... Ừ, chúng mình đã có thời gian rồi, này có đồ ăn. Tính ra không có tài nguyên gì luôn. Ừ. Biển ơi, cho em gọi đi biển ơi. Dám
dám ra khỏi Đông Nam Á lắm. Không, tôi nghĩ là đi ra chỗ nào khác rồi, cứ nghĩ đang nhiều rác lắm. Xong rồi tôi tính đổi cái võng này để ngủ, không làm không 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 ngồi này nữa, cái với cái võng này nhưng mà vẫn cần gỗ, mà giờ không có gỗ mé cây. Có gì tôi để hết vô trong đây luôn. Tôi kêu là tôi định làm cái tổ để cho mấy con ấy nó nằm á, nhưng mà nãy giờ không À. không rồi đó bụng rồi thôi xin phép. Tí nữa khi nào mà ông phát ra không, ông không chơi nữa, mấy cái mà tài nguyên đồ ông để vô trong thùng hết nha, còn mấy cái dụng cụ rồi thì ông giữ cho người không. Tôi cảm giác là tới giờ mình phải nghỉ đúng đấy. Rồi để tôi dẹp đồ vô. Dẹp mấy cái đồ nào mà kiểu tài nguyên ấy nha, tài nguyên hay dẹp, còn mấy cái đồ mà dụng cụ rồi thì cứ giữ trong người cũng được, sao cái tổ làm sao ta? Đó, cái con chó kia. Hề luôn. Cay thế nhờ. À, cái tổ này nè, đúng rồi, vẫn cần gỗ mé, cần gỗ với lại cần lá cây. À, tôi nghĩ là nghĩ được rồi á, Có thoải bao nha. Nghỉ luôn.